khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 191: Người thế gian rất hạnh phúc. Là người học Phật, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày nghe pháp, pháp hỷ sung mãn, hạnh phúc không gì bằng. Tại sao hạnh phúc không gì bằng? Tâm khai ý giải. Trước khi tiếp xúc với kinh điển, không hiểu rõ ý nghĩa của mạng sống, không hiểu được tại vì sao mà sống. Đọc kinh rồi, nghe pháp rồi, kết quả gút mắt này được mở rồi. Nói cách khác, mạng sống thiết thực của chúng ta, cuộc sống đã có ý nghĩa rồi, không còn sống say chết mộng. Tại vì sao phải ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe pháp? Vì chúng ta là phàm phu, vô lượng phiền não tập khí của kiếp trước tích lũy, nên nghĩ cách đem nó dẹp trừ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Vì vậy chỉ có một phương pháp là ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe pháp. Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe pháp, lời lẽ trong kinh đều rõ ràng, đều thông suốt, sau đó đều trở thành những việc làm trong cuộc sống của chính mình. Cái này chính là bạn đã được hưởng thụ rồi. Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày được tiếp xúc lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, bạn mới không đến nỗi phải bị mất phương hướng, lạc đường. Ngày ngày nghe pháp, ngày ngày huân tập tiếp nhận chánh pháp, đem cách nghĩ, cách thấy, cách nói, cách làm sai lệch của mình, hết thảy đều thay đổi lại, bạn sẽ liền được cuộc sống rất an vui, rất tự tại. Công danh phú quý, danh văn lợi dưỡng của cái thế gian này đều là giả. Khi thực sự bạn giác ngộ rồi, tự nhiên bạn hiểu được phải sống như thế nào. Nhận thức chân thật hiểu được mà đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Hiểu được để mà nắm lấy cái hữu hạn của mạng sống này mà nỗ lực niệm Phật, đoạn hoặc chứng chơn, phá mê khai ngộ, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là phương hướng chỉ tiêu đời sống của người niệm Phật. Bạn suy nghĩ xem, mạng sống này thật có nhiều ý nghĩa, có nhiều giá trị. Cho nên nói người thế gian thật hạnh phúc, ở trong đời sống có được nhiều ý nghĩa, có nhiều giá trị, cả đời này không có luống qua, không luống qua đối với người niệm Phật cầu vãng sanh. A Di Đà Phật.